rồi, bảo cái đầu màu kia à? Hả? Màu Linh đâu rồi, mất rồi à? Trời ơi. Các bạn nhìn này, sẽ review từ nãy giờ cơ mà, chán rồi à? Không chịu, em bé dưới 3 tuổi đi nhá. Ô thế thì Linh chưa được sử dụng rồi. Không được sử dụng cho em bé dưới 30 tuổi. Thế thì Linh không được sử dụng rồi. Đây, dưới 30 tuổi đây. Đây. Đấy, không sử dụng cho em bé dưới 30 tuổi nhìn chưa? Thế Linh... Dưới 3 tuổi. Hả? Dưới 3 tuổi. Để cho mẹ cửa sổ đi. Mà thế, tăng nhiệt độ điều hòa đi nãy thế Linh à. Tăng điều hòa đi. Tăng điều hòa đi nãy thế. Linh, đi ngủ đi, 12 rưỡi rồi, đi. Ngủ đi, hẳn chưa? Ôi, mệt quá các bạn ạ. Bảo cất màu đi, đây này các bạn nhìn này, Bảo nhá, hôm nay nhá, Bảo nhìn này. Bảo còn nguyên hộp màu này nhá, thế mà Bảo là mẹ mua nhá. Màu này chưa xuống đến nhá, đây là ở lớp cô giáo tặng nhá. Đấy, mà lại đòi chị sang xin mua các bạn nhìn thấy không? Đấy, bánh trái của Linh này, ở lớp này, không ăn đâu mang về, chứ vứt xó này các bạn nhìn thấy không? Đấy, bánh này, vứt xó đây. Đấy, hộp màu nguyên các bạn nhìn này, đấy, chưa đụng chi luôn. Thế mà hôm nay bác chị sang xin mua các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đây các bạn nhìn ra đấy, chưa đụng chi luôn nhá. Đấy. Đây là hôm nghỉ hè là các cô tặng đấy. Thế mà xong rồi bác chị sang xin mua. Đấy. Rất là vớ vẩn luôn. Đi ngủ đi, bọn nó nhận được chưa? Tắt đi thải đi. Nhìn. Ôi các bạn ơi, các bạn nhìn này. Đấy. Em thì dậy lâu rồi, mèo dậy lâu rồi lắm thì chờ mà chị Linh vẫn còn chưa thèm dậy nữa các bạn ạ. Ngủ lướng kinh chưa? Rồi thì bây giờ lên xem gia đình làm gì nhá. Ôi chị hai ơi, chị hai ngủ lớn kinh quá. Ôi ôi ngủ lớn kinh quá. Ôi dồi ôi chị hai ơi. Chị Linh ơi. Chị Linh ơi, chị biết mấy giờ rồi không? Ôi đáy dầm. Ôi dồi ôi. Ôi mẹ ơi đáy dầm ôi. Ôi chị Linh ơi, em xin chị, tại sao chị lại đái dầm rồi? Ôi ơi, đi ngủ con ôm của hột màu đi ngủ sợ nhỉ? Khiếp. Như bài vi cũng bằng, em bé còn lớn rồi, lấy chồng lên rồi. Ngủ con ôm của hột màu đi ngủ. Sắp ấy rồi đấy, sắp đi học rồi đấy, mai kia đi học rồi đấy. Ngủ dậy sớm đi cho thành thói quen, nên có ai dậy muộn thế này rồi ha. Mai kia đi học dậy kiểu gì? Mấy cả con biết chuyện gì ra không? Qua đâu răng đúng không? Thế nhận hôm nay này đi... không phải thế đâu, ủi đai dầm các bạn nhỉ, yêu lớn người này đai dầm bó tay. Ôi dồi ôi, thôi không phải, không phải đâu, không phải biện đoạn đâu. Thôi các bạn thông cảm mà, nói chung đai dầm là chuyện bình thường, đấy là mình không biết nhở. Đây là bởi lên đi vệ sinh, con không có cái gì. Các bạn biết không, gì nhỉ, bây giờ xuống ăn cơm còn đi sửa giấy răng. Các bạn biết đấy, thì gia đình chúng mình vẫn đang trong quá trình điều trị cái răng số 6. Đấy, thì bây giờ vẫn đặt canxi các bạn ạ. Thì hôm qua thì gia đình thấy, tối hôm qua bắt đầu thấy rức, nhưng mà tối hôm qua muộn rồi nên là không đi ra được. Nên là sáng nay bảo rằng là dậy sớm để đi, cứ đi làm răng không? Thì dậy đi, cứ màu màu phê phê gì phê. Chị chả phê. Ai có màu chả phê. Sợ quá gì mà. Hộp màu rất đắt các bạn ạ, không là mua cho bằng được. Mà mua rồi bị ép nhí với nhỗ rồi vài hôm hết màu mấy trăm nghìn, chết tôi. Thôi thôi thôi, giết người ra tiền. Đi, mai ở bố tắn tiền cho mẹ nhá, nghe chưa? Mai ở bố ơi, con mua loại màu nó ngoài danh mục, nên là bố chuyển tiền cho bố, cho con bố thêm dấu, bố đẹp như tiên, bố thêm du huyền, bố chuyển cho con để con giảm được ăn, thấy chưa? Bố ơi, bố nhận nương, bố đẹp như tiên, bố thêm cho mẹ bố gửi cho con. Ừ. Thế yeah. Thì à, bố bảo chứ con này mày điêu ấy. Thế chỉ có tao nhận nương thì mày mới thấy nó đẹp, với tao không như nương mày bảo tao thành con điên này. Hả? Bố vẫn đẹp như tiên. Đi xuống kìa đi anh em. Sức ruột. Bảo ơi, hôm nay chị Linh giấm dài. Bảo ơi, bảo không, chị Linh giờ không có lý do gì để mà có thể, để mà có thể. Ai có thể sinh vô duyên. Ai vô duyên chưa kìa. Linh nhà mình chứ ai, đái dầm xong rồi còn cứ cãi. Đái dầm gì? Ủa ơi, quan. Ủa ơi, Bảo ơi kì. Hai đứa hai hộp màu, Bảo nghe cái phê hộp màu. Bảo hôm qua là vớ vẩn nhá. Hộp màu kia 24 màu nhá, chưa dùng nhá. Xong rồi bác mới mua mà lấy nhá. Hai đâu 24 màu đó. Cái kia 24 màu mới mới đấy nhá. Đấy. 24 kia không dùng. Còn chị Linh thì đấy. Rồi kính áo mới, dầm màu mới. Phê dã man. Áo đẹp nhỉ, cái áo này đẹp quá. Áo này đẹp thật. Mới chưa bắt em. Mai trời nắng như này Ninh cũng mặc áo này đi. Thấy chưa?
để cho mọi người biết bình thường mọi người không chú ý đâu, nhưng người chỗ sau này là nó nóng này, sau này máu dày này của chú. Ủi rồi, từ lúc cháu mặc cái áo này cháu chẳng cảm thấy, từ lúc cháu mua cái áo này cháu chẳng cảm thấy nó nóng gì cả, cháu cứ thấy nó mát. Bà ơi này, bây giờ chị Linh không lý do gì cái chơi bà đấy dầm đấy, chị Linh này đấy dầm đấy đó. Yeah.